Tiếp phần 19 của bộ truyện bắt đầu chấn kinh con vợ nữ đế, ta liền trở nên vô địch. Mọi người trong thiên ma điện lập tức chạy bổ về phía tên đệ tử đang trọng thương. Lạc vô tình nghiêm túc nhận định, hắn đang bị thương nặng, phải nhanh chóng cứu chữa. Nếu không tính mạng rất đáng quan ngại, nghe vậy nhị trưởng lão cũng khẩn trương bảo, mau đi lấy thuốc tới đây. Còn đại trưởng lão cũng nhanh chóng ngồi sụp xuống bên cạnh tên đệ tử tròn tay đỡ người hắn. Đột nhiên Ninh Thiên tiến tới trước mặt hai người cất tiếng nói, ta có thể cứu hắn nghe lời đề nghị đường đột của ninh thiên đại trưởng lão toát mồ hôi hột hoang mang sau đó nói với vẻ ngần ngừ tổ sư tuy rằng ngài ở trong tu luyện đạt được nhiều thành tựu tương thâm nhưng nếu không có y thuật nhất định không bằng là để cho người chạy đi lấy đan dược tránh để lỡ việc ninh thiên giơ tay lên hội tụ cầu khí xanh lục với khí tức xoay vòng như lốc xoáy đồng thời dịu giọng trấn an yên tâm đi mặc dù không thể hồi sinh hoàn tử nhưng có chút thương tích này ta vẫn có thể trị được Thấy đại trưởng lão vẫn còn do dự chưa thể tin tưởng hoàn toàn vào Ninh Thiên, Lạc Vô Tình bèn lên tiếng bảo, "Đại trưởng lão, hãy để hắn nằm xuống đất." Khí tức từ cầu khí trên tay Ninh Thiên như những cơn sóng giạt rào bắt đầu bung tỏa ra vô cùng mạnh mẽ. Trong không gian yên tĩnh có thể nghe rõ âm thanh bộc phát của khí tức, cùng với đó là hơi thở nhẹ nhẹ của Ninh Thiên. Tiếp đến Ninh Thiên trong phong thái vô cùng tự tin nhẹ nhàng phát tay sang phương ngang, làm xuất hiện một cây cổ cầm với vô vàn đạo vận bay phấp phới. Những người của Thiên Ma giáo không kiềm được sự thắc mắc ấp úng hỏi, "Tổ sư đây là?" Lạc Vô Tình cũng tròn mắt sửng sốt tự vấn, "Nhà đạo linh mạch sao?" Dưới sự điều khiển của Ninh Thiên, cây đàn trước mặt anh càng lúc càng toát ra nhiều luồng linh âm cảm biến chứa đựng vô vàn nốt nhạc kỳ diệu. Nhấc bổng cơ thể của tên đệ tử bay bổng lên nhẹ nhàng xoa dịu những vết thương. Tận mắt chứng kiến thêm một kỹ năng mới của Ninh Thiên, đại trưởng lão còn tưởng mình nhìn lầm nên ngỡ ngàng kêu lên, "Nhạc, nhà đạo linh mạch." Nữ đế Tổ sư không phải là bị truy sát sao từ lúc nào đã học được nó thế là vô tình cũng không biết phải giải đáp thắc mắc cho đại trưởng lão như thế nào dán chặt mắt vào cảnh tượng đang diễn ra thầm đoán già đón non e rằng Tây Vương Mẫu cũng chẳng ngờ tới chuyện này chẳng lẽ là hắn dựa vào việc giữ vận đạo của trị liệu chi nhạc liên học được năng lực của Tây vương mẫu ư ừ. trong lúc Ninh Thiên vẫn đang tận tình cứu chữa cho tên đệ tử thì màn hình hệ thống đột nhiên xuất hiện một loạt thông báo bạn làm mọi người ở thiên ma điện bất ngờ Phần thưởng thân pháp tập sát võ học thiểm chuyển đằng na. Thiểm chuyển đằng na là thân pháp kết hợp với tập sát thủ đoạn trở thành một, đang lĩnh ngộ với tốc độ gấp 10 lần, lĩnh ngộ thành công. Dưới sự tác động của nhạc đạo linh mạch xoay vòng, thân sắc tên đệ tử bắt đầu có sự chuyển biến tích cực dần trở nên tươi tỉnh hơn, hơi thở bắt đầu quay trở lại. Khuôn miệng cũng khẽ mấp máy, vài giây sau hắn từ từ mở mắt ra rên nhẹ, nhận thấy bản thân mình vẫn còn sống hắn vội vàng hạ người đáp xuống gấp gáp nói, tổ sư, nữ đế đại nhân sau đó tên đệ tử quỳ mọp trên mặt đất hét lên xin hãy báo thủ cho chúng tôi ánh mắt của hắn chứa đựng nỗi cam phẫn cùng cực xen lẫn với sự đau thương sâu sắc đại trưởng lão thấy vậy thì tối mặt kinh hoàng lời nói phát ra chứa đựng sự hoang mang cùng cực gần đây yêu thú âm phong sơn mạch bạo động đà thương không ít bách tính của thiên phong thành cho nên ta mới phái các ngươi tới đó chấn áp yêu thú rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao lại chỉ có một mình ngươi trở về nghe hỏi tên đệ tử lại càng thêm tức tuổi trong lòng nước mắt giàn rụa kể lại là diệp lãnh của ngự thú môn nhớ lại lúc ở âm phong sơn mạch thiên phong thành yêu thú xuất hiện hoành hành khắp nơi chúng không ngừng gieo rác chết chóc cho mọi người xác chết giải rác khắp nơi lửa cháy thành từng cụm khói đen bốc cao ngùn ngụt thành trì bằng gỗ bên trên sụp đỗ hoang tàn lúc này bên trong thành có hai đệ tử thiên ma giáo đang nằm trong vòng vây công của những con yêu thú một người hoang mang hỏi lý sư huynh bên ngoài thiên phong thành không phải đã giải rất nhiều ích yêu phấn sao sao thú triều vẫn xuất hiện không để cho điền tam nói hết lời lý trường đức đã vội cắt ngang trấn an không cần hoảng để mau đi hỗ trợ các đệ tử khác đưa bách tính trong thành chạy trốn đi đột nhiên một giọng nói vang lên lồng lộng bỏ trốn sao đó chính là tiếng của diệp lãnh ngự thú sư thiên tài ngự thú môn của chính đạo minh hắn đang ngồi ung dung chễnh trệ trên lưng một con ngự thú khổng lồ với đôi mắt rực đỏ như hòn lửa mà cất giọng lanh lành. Với tất cả sự tôn trọng, tất cả mọi người ở thiên phong thành hôm nay. Hắn đưa đôi mắt đầy sát ý nhìn hai tên đệ tử của thiên ma giáo cười khành khạch rồi hờ hững nhả ra ba chữ. Đều phải chết. Lời hắn vừa dứt thì thân ảnh hai con mãng xà màu tím từ hướng đối diện lao vun vút về phía Điền Tam và Lý Trường Đức tấn công, khiến bọn họ vô cùng kinh hoàng lý trường đức nhanh nhẹn lấy thanh đoàn kiếm trên tay chắn ngang cái miệng há to của con mãng xà đang đớt tới nhưng điền tam không may bị con mãng xà hung dữ còn lại cắn phập vào cánh tay phải nghe tiếng kêu thất thanh của người đồng môn lý trường đức liền liếc mắt nhìn sang lo lắng kêu lên điền tam trong nháy mắt điền tam đã bị con vật hất bay về phía sau đập lưng vào tường thành kiên cố một cái rầm khiến chỗ tiếp xúc của bề mặt bức tường cũng bị dặn nứt ra sau đó điền tam trượt xuống ngã sấp mặt trên nền đất rồi hộc máu miệng bất tỉnh trước sự chứng kiến của Lý Trường Đức. Trong khi đó, tên Diệp Lãnh vẫn bình thản cưỡi ngự thú chậm chậm tiến về phía trước. Nhận thấy sự vô nhân tính của kẻ thù, Lý Trường Đức cam phẫn chỉ kiếm về phía Diệp Lãnh chỉ trích bằng giọng tức giận xen lẫn bất bình. Ngự thú môn, các ngươi khống chế yêu thú âm phong sơn mạch bạo động, tàn sát thiên phong thành, các ngươi sao có thể gọi là chính đạo được? Diệp Lãnh không lấy gì làm xấu hổ trước những lời chê trách của Lý Trường Đức, ngược lại vô cùng điềm tĩnh hắn vừa lấy ngón trỏ đưa lên che miệng ý bảo người đối diện nên im lặng vừa dương bộ mặt nhơn nhơn đáp trả vì chu sát ma đạo các ngươi hy sinh một ít phế vật cũng là tất yếu một nữ đệ tử của thiên ma giáo đang nằm trong lòng bàn tay đầy móng nhọn của con ngự thú thấy tranh cãi với tên mất nhân tính này cũng bằng thừa nên bức xúc lên tiếng trường đức sư huynh bọn họ mới là ma đạo chân chính con ngự thú dùng móng vuốt của nó giữ lấy hai bàn tay cô gái treo lơ lửng nhưng cô không còn sợ hãi nữa Cô đặt hết niềm tin vào Ninh Thiên nhẹ nhàng khuyên răn vị đồng môn bên dưới. Huynh không cần lo cho ta. Mau về thiên ma giáo đi. Tổ sư sẽ báo thủ cho chúng ta. Diệp lãnh nghe nhắc đến cái tên Ninh Thiên thì nhíu mày cười khinh miệt. Đồng thời hỏi với giọng xúc xiểm. Ô ô, là cái tên tổ sư phế vật chỉ biết dựa vào nữ nhân sao. Sau đó hắn lấy cánh tay phải của mình thay cho vũ khí xuyên thẳng qua ngực của nữ nhân đang treo lủng lẳng từ đằng sau tới một cách đầy lạnh lùng tàn nhẫn khiến cô gái đau đớn kêu a à lên một tiếng rồi hộc máu tươi hai giọt nước mắt trong veo vẫn còn đậu trên khé mắt đầy thẳng thốt đang mở trừng trừng chứng kiến hành động ác độc đó lý trường đức cảm nhận như tim mình đang bị ai bóp chặt quặn thắt từng cơn hai dòng nước mắt nóng hổi không kiềm được nữa mà lăn dài trên bờ má vẫn ốt hét lên khiêu sư muội cùng lúc đó con ngự thú cũng thả thi thể của cô gái bạc phước rơi xuống Lý Trường Đức ôm nỗi đau thương không còn màng tới sự rình rập của bọn ngự thú xung quanh nữa mà vội nhảy tới để chụp lấy. Diệp Lãnh vừa thè lưỡi liếm những giọt máu còn dính trên bàn tay vừa cười ác độc bảo, "Báo thủ sao? Ta sẽ làm cho hắn chết đau đớn gấp trăm ngàn lần các ngươi." Lý Trường Đức để xác sư muội nằm gọn trong lòng mình căm phẫn nhìn tên Diệp Lãnh nguyền rủa, "Diệp Lãnh, ngươi sẽ bị báo ứng, tổ sư của chúng ta, còn có cả Thiên Ma giáo, sẽ không bỏ qua cho ngươi." Diệp Lãnh đứng dậy giơ cánh tay trái lên nói bằng giọng trịch thượng, "Chính đạo hành sự, sao cho phép đám tà ma ngoại đạo các ngươi trọ mõm vào?" Tương ứng với hành động đó của hắn, con ngự thú hắn cưỡi cũng gầm rú hung tợn, đồng thời vung bàn chân trước đầy móng nhọn hướng về phía Lý Trường Đức để ra đòn. Một tiếng ầm chát chúa vang lên, bàn chân con mãnh thú như một chiếc búa tạ khổng lồ đập mạnh xuống hai thân người bên dưới khiến máu bắn ra tung tóe khắp nơi. Sau khi đã giết chết Lý Trường Đức Diệp Lãnh mặt tỉnh bơ không chút tanh lòng ra lệnh, người đâu, mau treo đầu người và thân thể nữ nhân này lên cổng Thiên Phong, ta muốn cho mọi người nhìn xem đệ tử Thiên Ma giáo là phế vật cỡ nào. Đến khi Điền Tam tỉnh lại thì Thiên Phong Thành đã biến thành một đống đổ nát chìm trong biển lửa, chiếc cổng thành chơi chọi đang đung đưa hai thi thể. Trở về với thực tại, Điền Tam chống hai tay trên nền đất, nước mắt tuôn như mưa kể tiếp bằng giọng nghẹn ngào xót xa. Khi ta tỉnh lại, Thiên Phong Thành đã trở thành một mảnh phế tích thi thể của trường Đức Sư Huynh thậm chí còn bị treo trên cửa thành. Câu chuyện của Điền Tam khiến đại trưởng lão vô cùng cam giận. Ông nghiến răng chửi lớn, chết tiệt, ngự thú môn quả thực khinh người quá đáng. Bọn chúng coi thiên ma giáo chúng ta không phải người sao. Không thể nuốt trôi sự phẫn nộ đang sục sôi trong lòng. Đại trưởng lão quay qua lạc vô tình bẩm tấu, xin nữ đế hạ lệnh. Lão phu giờ sẽ dẫn người đi diệt ngự thú môn. Trái với sự nóng nảy của đại trưởng lão, Ninh Thiên nãy giờ chăm chú lắng nghe với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Đến khi thấy sự manh động của đại trưởng lão, Ninh Thiên mới nghiêm mặt lên tiếng ngăn lại. Chờ chút, muốn diệt ngự thú môn sợ là không dễ dàng như vậy. Đại trưởng lão không hài lòng hỏi lại với giọng bất bình. Tổ sư, sao ngài lại nâng cao sĩ khí cho kẻ khác? Chẳng lẽ ngài sợ hay sao? Anh vẫn giữ cái đầu lạnh chậm rãi phân tích tình hình cho những người ở thiên ma giáo. Không phải ta sợ, ngự thú môn thuộc về chính đạo mình minh chủ chính đạo minh cũng là nhất tôn hỏa đế thực lực không kém nữ đế chút nào nếu giờ phút này chúng ta đi tàn sát cả nhà người ta đối phương chắc chắn sẽ ra tay hai bên rằng co đừng nói là báo thủ ngự thú môn thậm chí còn không bị ảnh hưởng gì thấy lời phân tích của ninh thiên không phải không có lý mọi người trong thiên ma điện bất giác tròn mắt hoang mang đại trưởng lão sầm mặt hỏi vậy thì phải làm sao nhị trưởng lão cũng nộ khí sung thiên chất vấn chẳng lẽ thù này không báo sao Ninh Thiên đáp lại bằng giọng cứng rắn chắc nịch. Thù này nhất định phải báo, nhưng không phải theo cách này. Lạc vô tình như người chết đuối vớ được cọc. Nghiêng mặt qua hỏi, hả, ngươi có cách khác sao? Anh đưa tay vuốt tóc, gương mặt xoái ca cuốn hút toát lên khí chất điềm đạm lãng tử. nhếch môi cười tự tin bảo, làm theo cách tương tự. Chúng ta cũng cho các đệ tử cùng lứa đi rèn luyện. Cho dù họ có giết sạch toàn bộ đệ tử của ngự thú môn cũng chỉ là tai nạn mà thôi đại trưởng lão nhớ đến năng lực của những đệ tử bổn giáo thì cảm thấy mất tự tin nên lo ngại nói như ngự thú sư thiên tài đệ nhất của ngự thú môn diệp lãnh thực lực không tầm thường hiện tại các đệ tử trong giáo phái ở cấp độ cao nhất dường như cũng chỉ là địa vương cảnh chưa chắc đã là đối thủ của diệp lãnh ninh thiên vỗ ngực mình nói tiếp với vẻ đầy quyết tâm cùng hào khí ngút trời ta đi dám giết tín đồ của ta chính đạo cho má gì chứ thật sự là chán sống rồi đấy